Con chào các cụ. Chào cô. Con cháu. Đợt này ông bè cũng có cho đau thêm. Bè cũng cho đau gãy chân. Lại cụ. Luyến ơi. Lưu Luyến ơi. Sao mày không chào tao nữa? Luyến ơi, gọi mới vào đấy. Thế mày thấy chúng nó từ có được không? Con nó sai rồi cụ ạ, con xin lỗi cụ ạ. Bây giờ đi tìm các cụ, các cụ gọi thì bây giờ anh mày chân đau chưa vào được thì chúng mày vào thì cứ vào đi, rồi là gặp sau. Các cụ gọi thì ăn nói thì chúng không chúng quách bằng vậy phải đưa chúng mày. Con xin lỗi cụ ạ, con mời trần mắt thì con không biết gì thì con mong cụ tha thứ cho con ạ. Thế giờ cái chân của mày đợt này tao phục hộ cho đau thêm nhá. Chân thì con làm ăn chứ con làm thế nào được. Thế cái chân của anh bây giờ thế nào rồi? Chân của con bây giờ đỡ rồi. Đi lại nó còn đau không? Hơi nhức nhức thế thôi, con chỉ tập đi tập đi mà. Thế cái chỗ gãy kìa. Vâng, chỗ gãy. Cái chỗ gãy bây giờ là anh phải về nghe tôi là lấy cái gừng. Ê, xong đó là gừng ấy ngâm vào mấy rượu, nhớ chưa? Đập nó ra, ngâm vào mấy độ 1-2 lít rượu phơi ra lắng này này. Xong đến tối đấy, đấy cho nó vào một cái thùng con nghe cái xô cũng được. Dũng nó xuống ngâm nó cái đến chân con đầu gối con đi. Cho nó vào thì nào. Sau này già nó không đau mà đây về già nó không buốt chứ không đấy bây giờ cái tai nạn. Còn năm nay thì tao đang tính từ giờ đến cuối năm tao cho thằng Quyền gãy cái chân. Đúng chú ơi, con xin lỗi Quyền nhá. Về bây giờ anh kia gãy rồi thì mày lại gãy tiếp. Con nhà mình thế đấy cũng vận hạn như thế. Hôm mày tai nạn như thế là các cụ cũng buồn lắm. Các cụ cũng thế thôi thì cứu cháu được sống được là tốt, vợ với con. Cho vợ mày đỡ khổ, con mày đỡ khổ. Thế thì cái chân của mày nó gãy như thế thôi thì nó cũng sẽ lành dần. Nhưng mà đấy giờ rời giờ đất nó sẽ đau. Nhưng mà vận hạn nhà mình thì nó vẫn còn. Thì các cháu về đấy tôn trọng tổ tiên, anh em đoàn kết. Chập lễ chập bái rồi lau chùi bàn thờ bát hương bát khói rồi tạ mộ các cụ đi. Cho anh em cháu đỡ vận hạn. Chứ tao thấy mấy năm nay anh em mày làm ăn kinh tế thì cũng suy sụp. Trong cái đó cho vay cho mượn cũng mất, còn nhớ chưa? Đây xe cộ thì đấy va quẹt đấy, gãy cả chân cả cẳng ra. Thế nên là đây vận hạn nó cứ đổ lên đầu anh em chúng mày. Thế nên là về thôi thì người ta nói giọng đổ bìm leo. Thì các cháu không mất gì của cao của vọng gì cả. Trước thì lễ, sau thì các cháu xin lộc mà ăn. Thì mổ con gà của câu lá dầu, út rượu. Báo cáo về lễ tạ cho mát. Xong chị em kêu cầu chỗ thuận buồm suy gió thế nào. Lễ tạ mạo mẹ cháu luôn. Nhớ chưa? Thế còn đây cái tấm nó bảo là có khi đợt này cho vợ chồng mình xuống đây chơi nhá. Không, con xin cụ của mẹ con con mới cho chú con bố mày nào. Bố con vừa rồi mổ đấy. Thế sao không bảo bố mày đi tìm bà? Bố con bây giờ yếu. Có biết đi tìm bà không? Bố không có. Nhìn các cháu đã bực mình rồi. Con xin lỗi cụ. Còn đợt này tao có mày chung không với bà lại cho mày gãy chân. Chứ con xin lỗi cụ, con không biết, con là người trần mắt thịt thì con không biết thì cụ tha thứ cho con. Dạ các chị bảo cháu đây được rồi thì ăn nói thì. Thì muốn gặp cụ mừng quá thì này. Mày điện về cho bố mày cho bà xem nào. Cuốn này có con không có điện thoại. Điện cho con nhà mày đưa cho ông. Không có ai ở nhà đâu cụ ạ. Không thể gặp thằng trưởng. Để tao bắt là tập trung để mà lễ tạ mồ má. Còn cái này là của ai đây? Lộc.
lọc lọc để lắc vào rồi. Cháu không ăn đâu, không ăn, cháu ăn cái này. Để cho cháu mộ này. Để cho các cháu. Thế còn anh mày hôm nay không đi à? Này giờ tao khè lốp cái chân của thằng Quyền này, cho nó gãy nớp để cùng anh đem đi cho nó cân. Có gì sai sót thì cụ mày con để khè chân này, chúng con còn mở hàng mở quán, chúng con làm chứ xem cụ xem năm nay chúng con làm thế nào. Gãy cẳng sướng chưa? Thế còn đây hỏi vợ chồng ấy, anh ấy lưu luyến, thế tôi hỏi sổ đỏ của tôi đâu? Hai vợ chồng cháu cất kín thế. Chắc là vợ chồng mày sợ mối nó cắn chứ gì, nên vào gửi vào ngân hàng cho chắc hả? Thế bây giờ tao thấy cái sổ đó nằm ở ngân hàng. Con nhớ chưa? Thế còn đây về nhà về cửa, mày đưa đây tao điện cho thực thế nào? Con đưa điện này. Điện cho thằng thực xem nó có nghe không? Tốt rồi. Thực ơi. Bà Lối anh Thực ạ. Ôi trời ơi, bà nội đây, bà Lối đây. Bà Lối đấy, anh Thực nghe điện này. Có phải bác trưởng không đây? Ừ. Ôi trời ơi con ơi là con. Gớm, hôm nay đi gặp được cháu trai rồi, cả thằng Quyền rồi, cả thằng Lưu Luyến rồi, cả con Vân rồi, gặp được các cháu. Mà con Vân hôm nay nó nói với các cụ ngon như mía lồn. Thế còn đây bố cháu tình hình, bố cháu đi mổ thế nào rồi? Chúng mày trông bố mày cho bà, không mà bố mày làm sao thì chết. Còn vừa rồi đây nhà thằng Lưu Luyến nó xây gian cửa ra nhà, thế là bị đụng chạm, con nhớ chưa? Thế năm nay nó lại vận hạn gãy chân, thế nên là cũng cứ thương các cháu, thế là vội vàng lên. Thế còn đi giờ đây tao cũng đang tính là cẩn thận về lễ tạ anh em mày, rồi lễ tạ đi chứ mồ mả chứ bố cháu vừa rồi thì mổ, em cháu thì lại bị gãy chân, từ giờ đến cuối năm thì lại con Thủy lại tai lạ. Cái Thủy ơi, cái Thủy ơi. Thụy là con nhà mày ấy. Vâng. Hiểu chưa? Con Thụy ấy, thì giờ không cẩn thận rồi lại tai nạn. Thế còn đây con Hương các cháu đâu? Thế còn cái Thúy nhà mình đây, và cái Thụy rồi là cả thằng Luân thằng Liếc đây. Thế còn đây về thì các cụ bàn rồi cháu ạ. Thì thôi đây con cái cháu chất anh em chúng mày xem thế nào rồi làm lau chùi bàn thờ bát hương bát cõi để tạ mồ mả đi cho con trai bà được tai qua nạn khỏi con nhá. Thực nghe chưa con? Bà cũng cứ no. Còn riêng vợ chồng nhà Quyên ấy thì năm nay bà cũng bảo nó đi đâu cẩn thận. Thế còn đây cái Tuyến cái Kim đâu? Đợt này đây tao xem về tao độ cho các cháu. Sao này không được gìn giữ? Khó tìm đến nhưng mà không phần mộ của bà là nhiều lần mà chưa cho nào. Thế nói thật với các con, các cháu mất lắm, mất màu, mất mã là mấy năm nay là các con, các cháu đã tìm được rồi còn gì? Thế còn mất ở đâu nữa? Còn ngôi mộ nào? Cái ngôi bà tổ cô thì chúng mày ấy, chứ còn cái ngôi mộ của bà là đúng rồi. Tìm được rồi, thế còn bây giờ bà hỏi con là tìm ngôi mộ nào nữa? Lại có bà lộ nữa? Chắc là tìm được người tin người không tin. Chị
Thì ở trên cái chỗ mẫu giáo người ta chuyển di chuyển lên đấy chứ gì? Đấy, trên bây giờ trên núi rồi thì hai cái ba cái ngôi mộ sát nhau ấy thì người ta chuyển đấy rồi chứ quan không chỉ thắp hương một ngôi mộ ấy thì có phải của bà cô thì của cô thì cha của ông bà của các cụ nhà mình thì hàng xóm. Đó là chính xác rồi bác thầy ạ. Đã bảo là đúng rồi còn cứ nói nhiều quá. Thực nghe chưa? Thế còn đây giờ đây có cái là năm nay anh em mày kêu cầu lễ này để cho gia đình nhà mình đỡ vận đỡ han. Con nhớ chưa? Cái thứ hai là anh em dễ thuận buồm xuôi gió. Thế còn vợ chồng nhà thằng Quyền có cần cụ phụ hộ cho đây từ giờ đến cuối năm làm ăn không? Con là muốn mãi mãi chứ không thể từ giờ đến cuối năm. Thế còn anh em chúng mày đây thì về nhà về cửa thì các cháu thì năm nay nó cũng cứ vận hạn thì đợt này về thì nè tao cũng run rủi cho từ giờ đến cuối năm rồi buôn bán mở hàng và họ ra. Còn cái nhà cái cửa thì thôi thì các cháu nó cho các bá mượn sổ đỏ cắm rồi thì thôi đây thì các cụ cũng run rủi cho làm ăn được để nó trang trải nó giá nhà mình. Vẫn thế rồi vẫn còn nghèo. Anh em chúng mày nhà của đoàn hoàng rồi vẫn còn nghèo. Tham quá. Tham quá thực à. Đúng là thằng cháu trưởng. Tham ơi là tham. Thế còn đây đợt này có cần tao phục hộ cho cửa hàng của họ không? Dạ, nhà cháu thì con muốn thay đổi cái cửa hàng để chuyển ra đúng được không ạ? Thì đợt này tao đậu cho các con, các cháu. Nó suy nghĩ đấy. Mày nắm mồm quá thực ạ. Ôi, trước đây con bán như là bán hàng ăn, bây giờ làm này giờ con muốn thay đổi một tí, muốn bán cái hàng khác là cụ xem. Thì bây giờ các cháu muốn mở cái siêu thị mini thì các cụ cũng phục hộ cho á. Thế rồi các cụ ấy giá đậu cho buồn gì đó. Nào cứ dựng nó lên nó đổ, nó không đổ vào trong dây. Con đổ vào trong dâu thất chết cô. Mà nó đổ vào cái đuôi láo, mình thê, mình chết. Cháu có đổ cái gáy nữa. Con cháu Thụy sáng nay vào cho cá con là. Thế coi bảo cháu Thụy là về đi từ giờ cuối năm phải cẩn thận. Vâng. Không va quẹt cái là chết. Còn đây về thằng cháu Luân thì cứ để cho nó đi nước ngoài. Còn vợ chồng mày muốn mở ra thì mở làm cái siêu thị mini cũng được. Chứ buôn bán hàng ăn ba cọp ba hào chết đói. Bây giờ ăn uống hàng ăn chúng mày là già rồi vất vả, con nhớ chưa? Con xin cụ nó đổ con chứ. Không cứ đổ như thế là lọc về đứa con, thế là cũng đứa con xin nhận. Mày có hổ hết. Thế còn đây còn trẻ con nay đi học hả? Vâng, cháu đi học hết. Chưa về. Thế con gì? Cho con trai có sướng không? Có, con đẩy ơn cụ nhiều ạ. Định nhà cho vì trời hết đi. Thế, cũng phạt con trai cho con gì? Vâng, hôm nay cũng có gặp cháu không? Có. Cái cháu này con đi với bà. Thằng bé đỏ gì? Không. Gặp con Duyên nhà mày gì? Có gặp Duyên ngồi ngoài kia. Thế còn thằng cu nó có ngoan không? Cháu ngoan. Hôm nay ai kia đón nó, tối đón nó. Cháu đi xe này ạ. Cháu tự đi. Đi cẩn thận nhá. Thế mẹ con nay có đi không? Mẹ mày có, mẹ mày cứ buồn là về cái tội là bố mày mổ xẻ cứ thương ấy ôm ấy mẹ mày cứ báo là báo các cụ nên tập trung ở trên bệnh viện để đỡ cho bố cháu. Thế này đỡ cho bố cháu nhưng mà năm nay anh nhà mày đen lắm. Vận hạn đi làm ăn cứ trục trặc suốt. Hết gãy chân rồi lại ê tiền nong. Các cụ xem nào phù hộ độ trì cũng quan chứ. Tao đỡ cho xây nhà đẹp như thế có sướng không? Làm ăn thì buôn bán chả có khách gì cả. Bán hàng ăn chó lăn. Xong rồi nó cứ ngã rồi bây giờ đây hàng ăn của nhà chúng mày bây giờ ai ta thèm ăn vừa ăn xong này thái thái xong gãy gãy rồi thái thái này ai ta muốn ăn tại cô con không có thế đâu à. Nên nên là bán hàng ăn đi thì bán cho ba chồng con thay đổi lại cái con muốn thay đổi cái bỏ cái nghề ăn đi làm cái nghề về buôn bán ra cái đồ kia nhớ chưa bây giờ cái đồ mở cái hàng đi nhỏ rồi là các cụ đậu cho thuận buồn suy đó cụ
bỏ hàng không làm bỏ được. Vì đâu đâu là chị đây bỏ thờ ông quyền thì thế có khổ không? Cụ thế thì cũng mới thương con thì cũng mới rơi vào con thì cũng thương con là sao đâu. Cái ngày ý định không cho mày con ra. Muốn nói với cụ như này này. Bởi vì Vân này sống với bố mẹ gia đình cư xử đối nội đối ngoại như thế nào là cũng biết rất rõ rồi. Nó con biết rồi nhưng ăn nói chung dạ. Không ạ. Hôm nay nó vào nó cũng bực lắm vậy này. Cháu đâu thiếu sót thôi. Còn nó thì nó quay ở nhà thì dỗ Tết nội ngoại đôi bên thì được. Anh em thì chị em dâu là đoàn kết, không phân biệt nhau. Thế là các cụ mừng, cũng như bố này hôm mà ở bệnh viện là chị em chúng nó thì là tập trung bảo nhau, thay nhau như thế là tao biết. Thế còn đây về thì có cái là ăn nói thì vẫn còn chưa được ngay tử tế lắm. Bà đâu nói đấy. Thế không hay là con có thể con lấy vợ khác được không ạ? Con bỏ vợ vợ con như thế. Thế thì bây giờ đi thì còn lũ trẻ thì để cho. Ôi con có trách nhiệm hết, nếu mà con xác định xây dựng một đơn vị khác thì con có thể. Nó lấy con đi nó nhảy cơm cơm này. Rồi nó cho mấy đòn gạch. Nó gắt của nhà mình cũng chết. Nhớ chưa? Thế còn đây về đi. Nếu mà cụ đã biết thì cũng không cho con dai. Thế giờ đây còn con riêng thì là bây giờ. Thế bây giờ mày tao đang mày kiện nhà nó. Mày cứ thảo thiệt để mày cứ tí này thì làm mày. Thế còn đây con Hường cũng chết được. Thằng Luân được, thằng Thị được chưa? Thảm quá. Con thì con biết là cụ phù hộ cho vợ chồng con luôn mạnh khỏe rồi. Còn bây giờ còn mỗi cái việc làm ăn là con đắn đo, không biết là làm gì để còn nuôi các cháu này đi cho nhà. Thì con mong về nhà về cửa thì giờ con cháu về đi. Thế con Vân mày định chính gì? Bây giờ mình định mở cửa hàng như thế nào đây? Không, con chẳng báo cái gì, con ở nhà con phụ hộ chồng con rồi. Thế cơm nước nhà cửa cho tao thì là trông nom bố mày. Rồi hương khói cho các cụ trông nom thằng bé con. Đi học đi hành về, còn chồng mày đi làm thì tao động cho công việc thuận buồm xuôi gió. Để lo cho các cháu, ví dụ như cái ngành chạy trên đường thì tao đậu cho, ví dụ thấy công an tao che mắt cho, để cho chồng mày không va quẹt. Nếu có đâm vào người ta thì tao lôi ra. Vâng, con cảm ơn. Thế thôi, cũng mấy lần va quẹt nhưng có làm sao đâu. Còn nên được cái là ở nhà biết lo toan thế là được. Thế còn chồng cái ngành đi lái xe là mình thỉnh thoảng đi đèn đi chùa. Đây rằm mùng 1 thì cháu chạy ra chùa làng nhà mình ý. Không nào thắp lên hương kêu cầu thì chồng cháu đi xe cộ đầu năm cuối năm là không bị va quẹt mà chạy xe trên đường may mắn. Vâng, còn vợ chồng nhà con thì buôn bán tao đầu cho thôi. Anh em thì mỗi người có một cái lộc chứ không phải mà ai cũng lộc giống nhau. Cháu thì lại có cái lộc về buôn bán, em cháu thì lại có cái lộc về làm ăn xe cộ, con nhớ chưa? Thế còn các cháu học hành thì là thế về thì con làm thực đấy, con nhớ chưa? Thì về cái gì mà bé bé đâu đấy. Thế thì về bảo mấy con nhận thực ấy, cháu nhận thực ấy, con nhớ chưa? Cháu nó không đi thì bảo mấy các cháu là thôi thì có thở có thiêng có kiêng có lành thắp hương các cụ lên chứ không có vận hạn ra khổ lắm. Mà về bàn bạc mà lễ tạ đến 26 này này các cháu tạ mộ đi. Năm nay từ giờ cuối năm không va còn gì xe cộ, không ai gãy chân gãy tay nữa. Tạ mộ nào cho con biết rồi. Tạ mộ cái em đã bảo con mộ mẹ mày cái tấm. Vâng. Còn tạ mộ ai? Thế còn cái mộ mới nó có cụ đã bảo là tìm thấy rồi. Là các cháu không phải lo lắng gì. Thì là người ta trước đây là người ta ở chỗ mẫu giáo ấy. Người ta di chuyển, con nữa chưa? Thế thôi thì mất lắm, mất mò, mất má. Giờ các cháu nhận được, tìm được thì là phấn khởi quá. Thế còn đây coi là về cần gì thì tao lại phụ họ. Còn con Duyên thì nó ở dưới này với các cụ rồi. Cháu nó cũng ngoan. Thế còn đây thằng này xe cộ đấy tao dặn không là núp lại bảo cụ ơi cuối năm con lại bị rồi. Nhớ chưa? Còn con này ở nhà thì trông nom bố. Chồng không có nhà thì ê, ở nhà trông nom thì tao lại động cho nhiều hơn. Còn thằng bé con để đi học hành thì tao kèm cặp sau này cho nó học nó thành đạt chứ cứ ngành nghề buôn bán trong các cháu mới Đài Loan Đài Lũng gì mất đi. Cháu lớn cháu Quyên cháu Quyên cũng khỏe làm ăn tốt mà mày dạo này kinh tế cũng hơi có gì đấy. Đúng cái gì găm như là cái ê bỏ bối rồi mày. Còn thằng này ngu ơi là ngu, có cái sổ đó đi cho mượn. Cho bá mày mượn. Vợ con cho mượn chứ con cho mượn. Thì cho bá mượn. Cho bá mượn. Thì bây giờ là sổ nhà mày đang làm ngân hàng.
Thế còn cụ ơi, thế còn chỗ chú Luyến thế nào, cụ xem làm ăn thì chật vật quá. Thằng Luyến nó có đi đâu? Không đi, nhưng mà cụ xem nào chứ, cụ họ rồi. Chú ý tí xem để cho chú ý làm ăn chứ, giờ cứ vợ con thì gọi là vợ năm vợ ba đấy thì... Thằng Nghĩ thì nói chung là nó không phải là nó êm. Thằng Nghĩ thì cái tính của nó thì bốc đồng. Trong gia đình thì tính nó bốc đồng quyền ạ. Nó cứ thích thì vui đâu chẳng đấy. Cái khi đang vợ chồng thế này, Phúc cũng lại thành ra cãi nhau, con nhớ chưa? Nó phải có cái tính đưa đẩy. Con biết đưa đẩy là cái gì không? Tính đông đưa. Thế nên là đâm ra khổ con ạ. Một đây, đây vợ một con thì tác cản biến đông. Năm vợ nhiều con thì khổ. Thế mà mày nhìn thấy thế rồi mày còn đòi lấy em vợ. Không, con muốn hỏi cụ ở dưới giờ lên chức gì làm ăn thế là dưới có khá không, thu nhập có khá mà. Ôi rồi các cháu cứ yên tâm, thu nhập các cụ dưới này vẫn rồng rọt. Vâng, thế cụ có lập cái ban cho chúng con ít à? Thế không ban thì làm sao nhà mày chạy xe chạy khổ vẫn đậu thế? Mà lại còn đây không ban, thu nhập mình nghèo thì ăn nghèo. Thiếu thốn gì không ạ? Thiếu mỗi các cháu mua cho bố cái xe đạp, anh đạp cũng về, bố về bố hôm nào cũng đạp về cụ thăm. Nhớ chưa? Ừ, còn đây về thì mua cho cụ mấy bộ quần áo đồ dùng tư nhân. Rồi niêu xong chả thì ta đậu cho. Cụ xem con Ngân xem nào cho cháu đi cháu đi tôn cho bố nó chứ. Từ từ. Ôi con lại nên thứ bảy rồi vợ nó về. Bao giờ vợ nó về thì tính. Đến thứ bảy thì cháu nó về. Nó về rồi tính, em nó có đồng ý để hai nó lại đòi đi nữa cơ. Ôi, vợ chồng con biếu tiền đấy thế hả? Tiền này là tiền chạy xe. Cụ ơi, cụ có gặp ông bố ngoại, bố con đẻ con không? Còn bố ngoại cho con. Mấy cụ một đồng ạ. Ông ngoại. Vâng, ông ngoại. Ông ngoại có bồ ngoài kia kìa. Cụ ra cụ bố con nó biếu cụ một đồng, bố con nhắn không? Con là em gái chị Vân ạ, con nó gọi bố con ấy thì con nhắn không đi ạ? Vâng, gặp thôi đây rồi. Thôi gặp đây con của con. Anh rể biếu rồi. Vâng, anh rể biếu rồi. Con dạ vâng, thôi thì tiền con, thằng Luân mới biết. Luân mới của con thì cơ. Vâng, còn đợt này thằng Luân về chắc cho con bị thuyền. Ôi, con lại cụ... Ở lại nhớ Quyền nhá. Còn đây là đến mà, đến nàng mồng 26 thì cháu lễ đi. Thế rồi xem cụ năm nay tao đậu cho thuận. Đây là quà của cháu dâu khấn, lúc lễ là cụ lên con biếu một tờ. Hai vợ chồng bằng nhau. Con xin lỗi cụ. Thế thì sang đầu tháng thì con bảo cụ lên là chương hàng đấy. Con lại cụ mỡ. Cụ có ủng hộ con cái làm cái cửa hàng chọn ra đúng cho con sang tháng cho thầy chương. Hôm nào con mở hàng cho anh lây cho con hết con thân nhà. Vâng, thế cụ nhớ cho cháu Luân